câu chuyện thú vị về gãy TV lại tới rồi đây. Ngày hôm nay chị Kính sẽ giải đáp hết những thắc mắc mà fan cứ hỏi chị Hoài nha. Các bạn fan cứng cũng vào hết đây, trợ giúp chị Kính một tay nào. Đừng quên like video rồi mới vào việc nhé. Câu 1, gãy TV đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết vào ngày nào? Rồi chúng mình đi học thì gãy TV mới quay trở lại làm việc đó. Anh chị ấy cũng nghỉ Tết lâu thật. Cùng xem có ai thay đổi sau khi ăn Tết không nhé. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan. Tiếng pháo vui bên đó đây ôi rộn ràng. Kìa, mùa xuân đang đến chung thể. Câu 2, ai bị tăng cân sau Tết? Chúng mình đều tăng nhẹ 1 đến 2 cân luôn đấy. Cơ mà nhìn ai cũng thấy phấn khởi nha. Trông các chị vẫn xinh như vậy mà. Hello, xin chào mọi người. Tết vui mà. Nhẹ 1 cân ạ. Có vẻ là rất phấn khởi đấy. Phấn khởi, tăng nhẹ 1 cân ạ. Được, được rồi, tăng tầm 1 cân. Tăng 1 cân. Được. Với đây về Hải Phòng mỗi hôm tăng 2 cân. Ui. Câu 3, ai về Hải Phòng chơi bị tăng cân? Có cô là về Hải Phòng chị Quỳnh cho ăn nhiều quá, tăng xương xương có 2kg thôi ạ. Đấy là mới đi một ngày nha, chắc chị Tuyến hợp với Hải Phòng hơn nha. Em cũng tăng cân bởi vì đi về Hải Phòng cho ăn nóng quá. Thế là Tết này được đi food tour Hải Phòng các bạn ạ, rất tuyệt. Cái là... ốc ăn được xong một con ốc là ngất luôn, con ốc to bằng cái đầu em. Ôi giời ơi. Có 4, ai không bị tăng cân nào? Nhưng nó lạ lắm, chị Tuyến thì tăng xương xương 2 cân, còn chị Tuyến tự tin không tăng cân nào. Tuyến ăn Tết tăng mấy cân Tuyến? Ừ. Ý, đi Hải Phòng không tăng cân à? Đi Hải Phòng với chị ạ. À, được rồi. Câu 5, bạn có biết sói ca nào bị ốm xuyên Tết không? Không thể ốm được rồi. Người ốm là anh Nhật Dương đó. Nghe nói anh ốm xuyên Tết luôn. Xuống Hải Phòng mà còn ốm sốt ở phòng một mình không đi được đâu cả. Thế rồi sao có mức này sáng nay hỏi đến ăn Tết nào chưa ạ? Tết sao thế? Ốm à? Không được đi Hải Phòng à? Ốm Hải Phòng nằm bật bã ở trên phòng một mình. Từ kia đi chơi thì ốm sốt mà không đi được đâu cả. Đầu năm đã ốm. Thế là ốm cho cả năm rồi, cả năm sẽ khỏe. Mày bị ốm gì đấy, mày đứng xa đi. Câu 6, anh Dương treo thứ gì ở xe mà chị Quỳnh lại lèo bèo thế nhỉ? Tin được không? Ca sĩ Dương của các bạn treo chai mắm ở xe từ hôm trước đó. Đó đó, idol của ai thì nhận đi này. Quên chai mắm ở đây. Dương ca sĩ có để chai mắm đây. Đeo đi từ hôm qua. Sáng tao lại tưởng là trà của ai pha đi. Chị ơi, thiếu rồi. Sao mắm gì đấy? Mắm gì đấy? Thật là vãi trưởng, một lửa lít nước mắm các bạn ạ. Con kia nó liều thật chứ. Câu 7, chị Quỳnh đã tiêu bao nhiêu tiền cho Tết năm 2024? Dự kiến ban đầu khi mà chị Yến hỏi, chị Quỳnh tiêu sạch tận 35 củ cho Tết năm nay. Không biết bà sắm sửa gì mà hết nhiều vậy chứ nhỉ? Chị hỏi em luôn. Khiến Quỳnh mong muốn tiêu bao nhiêu tiền cho Tết. Ừ. 35 triệu. 100.000 tiền đổi đâu đâu. Không. Tiền đấy. Nếu mà tiêu nữa thì vay à? Đi vay. Câu 8, Giang Cư Mận đang ship cặp đôi nào của gãy TV? Nhiệt tình, thuyền của Phan Anh và Thanh Tuyến đúng là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa mà. Hai anh chị cũng chèo lái thuyền này đi thôi. Ba ơi lên thôi. Chồng đang ở trên kia. Câu 9, anh Nhật Dương lì xì cho anh Phi Long bao nhiêu tiền?
trêu đồng nghiệp. Lì xì thì rất là sang, nhưng mệnh giá có 1.000 đồng thôi ạ. Làm anh Long hồ hởi hứng khởi lắm đấy. Nó định vỗ vai đi, nó định vỗ bóc. Cứ bóc đi tận 500. Cứ bóc đi. Đã xem phim Du Ký chưa? Đã xem phim Đại học Du Ký chưa? Mở ra ở trong cái tờ giấy viết tận 500. Tên. Mày ăn trộm ba tờ tài của tao đúng không anh kia? Đi vào kiểm tra ba tờ bút vở. Câu 10, chị Bích Ngọc đòi lì xì của ai trong ngày đầu đi làm? Chàng trai hot boy mới nổi của gãy TV đã đẹp trai lại còn hay bị bắt nạt, đó chính là anh Phan Anh. Lì xì hết mọi người mà thiếu mỗi chị Bích Ngọc là không được đâu nhé. Lì xì là người ta phải phát tâm, phát lộc. Lấy cái lì xì đi. Nhưng mà cái lì xì hết xong hết rồi. Thì mày phát tâm đi. Đấy thì chưa, bây giờ phải thế. Nhưng mà đưa bao tiền? Không cần mệnh giá, chị chỉ cần ra một tờ tiền thôi. Đúng rồi. Anh Vy Long thì hai tờ. Thấy chưa? Anh Vy Long thì hai tờ. Hai tờ gì? Thế mày chơi được Vy Long thì chơi tao nữa. Ờ đấy. Chị Vy Long một nghìn cái lì xì mà mất tình cảm mà đồng tiền trong công ty. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Câu 11, rồi cuối cùng anh ấy có lì xì chị Bích Ngọc hay không? Đầu năm bị đòi lì xì đúng không nào? Anh Phan Anh đành phải chiều bà chị này thôi. Nhưng mệnh giá thì có 2.000 đồng thôi ạ. Mà không sao, chị Ngọc bảo chị không quan trọng mệnh giá là bao nhiêu mà. Chúc mừng năm mới anh. Cái thằng kia. Mày lì xì mà làm, mày làm như mày đi chùa không bằng ấy thằng kia. Câu 12, buổi đi làm đầu năm mới, thiếu ai bạn có nhận ra không? Gặp mặt đầu năm trong vlog của chị Yến Xôi, hai chị ấy còn nói với Phan là đi đâu không nhở? Chứ chị Kính chả biết gì hết á. Câu 13, Phan đã tặng gì cho các anh chị ở gãy vào ngày đầu đi làm? Ngay ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết thì anh chị đã được Phan tặng cho trà sữa uống cả ngày rồi. Chị Bích Ngọc còn flex ngày hôm đó uống tận 3 cốc mà, bảo sao mà hổng tăng cân cơ chứ. Câu 14, ai bị mất chìa khóa xe? Mãi ngồi đòi lì xì quá, chị Tuyến thì đi tìm mũ bảo hiểm, anh Phi Long thì tìm chìa khóa xe. Chị Yến bảo có khi anh ấy phải treo cái dép vào thì may ra mới không phải đi tìm suốt vậy á. Bây giờ thì một đứa tìm chìa khóa, một đứa tìm mũ bảo hiểm, cứ ngồi mà tìm lì xì đi. Đúng rồi đấy, ăn đi. Không phải là lộc mà là quà Tết công ty đi, ăn đi. Thấy mũ bảo hiểm rồi, một đứa chưa thấy chìa khóa xe. Các bạn thằng Long, thằng Phi Long phải làm cái móc chìa khóa xe là to bằng cái dép á. Dép là cái gì chị? Cái ủng luôn đấy cái thằng này. Câu 15, sau Tết bạn thấy ai là bồng bềnh nhất gãy TV? Nhớ comment xuống dưới nhé. Tết qua lâu rồi nhưng dư âm của Tết còn nhiều lắm. Nhưng thời lượng phát sóng thì hết mất rồi. Nên các bạn nhớ like video và đăng ký kênh cho chị Kính nhé. Bye bye.